Ok, chào mọi người. Hôm nay lại gửi đến người ít máy công mọi người. Có những con máy là Daiwa Kit nè, Daiwa Cetet, Shimano Twin, mấy con máy cổ như con Ben nè, đó. Satapia, mấy con máy chuyên về cho anh em câu lục, câu bạc bảy là Daiwa Emblem nè, đó. Biomaster 6000, đó. Rồi, để mình lên cụ thể từng máy cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip chụp lên đó thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Đi gửi mọi người con máy số 1. Đây, con máy số 1 gửi cho mọi người là một con máy Daiwa. Thì đây một con máy Daiwa Legend. Đó. Legalit nè mọi người, đó, một con Legalit. Thì con Legalit này là một con Legalit 3000, có xe tương đương với tầm khoảng 4000. Đây mọi người, cước 4 như được 150 m, cước 3 như được 200 m. Máy thì ngoại hình còn rất là mới, nó có xây xước ít mấy điểm nhẹ nhẹ thôi đó. Tổng thể ngoại hình theo đánh giá cảm quan cá nhân thì con này nó rơi tầm khoảng 93-95% đó, rất là mới nha mọi người. Đây, đó, phần dưới đây mạng rơm bên đây không bị chạy luôn nè, máy còn rất là mới nhé. Thì con này thì nó được sản xuất tại China nha mọi người, đó, bên China. Thì con Daiwa Galaxy này thì anh em đánh phản hồi rất ok. Đó, cầu lốc thì đánh mấy con này rất là êm nhé. Giá cũng dạng giá tầm trung thôi mà đánh rất là bền. Máy thì hoạt động ngon lành, mùi pin gắt cũng nghe rất là đã nha. Hoạt động thì chân chu rồi. Những con máy mình bán ra thì em bao hoạt động luôn rồi. Cần quay một vòng thôi thì quay tút. Rất là mượt mà nhé. Quay ngược ok. Pha dính, pha dính nha, có mặt đạn chống cho ngược khá là dính, pha dính yên tâm. Rất là mượt nha mọi người. Đây, để kế bên mọi người nghe luôn. Rồi, giá máy số 1 giá là 1.3 triệu người, 1.300.000 cộng ship máy số 1. Tiếp theo máy số 2, máy số 2 gửi cho mọi người một con máy Shimano Twin. Thì đây là một con Shimano Twin 3, Shimano Twin 1000. Có xe tương đương 1000 nha mọi người. Xe tương đương với 1000. Đây, Twin. Hàng được sản xuất tại Nhật nha mọi người, bên Japan. Tổng thể ngoại hình thì còn nhìn tương đối ok, đó. Tương đối sạch, đó. Không có dạng xây xác, có mấy điểm xây xác ít thôi, cho khoảng xây xác nhiều mọi người. Đó, mọi người cũng thấy. Thì con này chuyên về cho anh em là câu cá hanh, cá cháp, cho anh em là câu lua. Đó, rất ok nhé. Đây, nó có bị oxy hóa ít trong đây. Đó. Diện cối thôi nha mọi người, không ảnh hưởng gì đâu. Máy thì hoạt động ok nha mọi người, êm mượt nhé. Con này về câu hanh, câu cháp là ngon lành luôn á. Anh em nào câu tôm cũng được, câu tôm, câu ngâm. Dạ anh em chiên bị còn cảm giác thì lấy con Shimano Twin 1000 này. Hoạt động mượt mà nhé. Thì xe 1000 thì cước 1 sẽ vô được là cước 1.5 sẽ được là 130 m, cước số 2 sẽ được 100 m nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai mã số 2 giá 1.4 triệu nha mọi người, 1.400.000 cộng ship. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 gửi cho mọi người một con máy cực kỳ nổi tiếng. Đây là một con máy Daiwa Kit. Và đặc biệt là con kit này là con kit tay quay đôi nha mọi người. Kit tay quay đôi nè, nhìn này, rất là ngầu nhé. Tay quay nó đây. Rất là ngầu. Thì con kit này là một con kit 2004 mọi người, kit có nông. Đây, một con kit có nông 2004. Kit này thì về chuyên về cho anh em màu câu câu dạng câu cảm giác, câu lờ, lua hoàng đế. Đó. Còn thay anh em câu chê, câu cá chê dịch vụ, câu cá chép dịch vụ. Đó. Rất ok nha. Đây anh em, nghe tiếng gắt của nó đây. Rất là đã nha. Đây, Made in Japan nha mọi người. Con này là được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Con này được sản xuất tại Thái Lan. Kit 2004 được sản xuất tại Thái Lan. Con này sẽ được độ cái nấm nấm dặn bên đây. Nấm dặn bên đây người ta tiện lợi đây là nấm kim loại nha mọi người. Thường là nấm bên đây sẽ bằng nhựa, bây giờ nó tiện làm kim loại luôn cho nó bền cho anh em nhé. Rất là xịn nha mọi người. Đó. Ngoại hình thì con này đánh giá theo cảm quan cá nhân thì nó ra tầm khoảng 93% nhé, rất là đẹp. Đó. Máy thì hoạt động ngon lành này. Đây. Rất là mượt nha mọi người. Đó. Em thì thầm đúng không ạ? Ta quay đôi hoạt động mà quay cực kỳ đã nha.
cực kỳ êm luôn. Đây ngược ok đó, rất là mượt nha mọi người. Quay tới ok nè đó, ngon lành. Rồi giá công khai mãi số 3, giá là 1.800.000 người, 1.800.000k cộng ship máy số 3. Tiếp theo mãi số 4, mãi số 4 sẽ lên cho mọi người một con máy full box luôn. Đây, đây là con máy Simno Soria BBC2000SSBG. Đây thì con này nó sẽ full sách nha mọi người, sách hộp nông đền trong đây đầy đủ hết nhé. Và đây, đây là tổng số của máy. Thì con máy này là máy 2000C2000, máy body nhé. Và con này nó sẽ nặng là 200g, rắc của nó sẽ là 3kg, gato của nó là 4.3.1. Và con này chạy là 5+1 mặt đạn nha mọi người. Đó. Thì con này có nông thì be 0.6 sẽ được 140m nhé. Be 0.6 sẽ được 140m. Con này chuyên về cho anh em là câu lua. Đó, câu lua, câu cảm giác, câu cá chê, câu cá lóc, câu chép dịch vụ nhé. Đó. Đây. Máy nhìn rất ok, nó được độ cái nấm chống độ, chống đổ nha mọi người. Đó, nấm chống độ của nó được độ nè, đó. Máy nhìn cực kỳ sắc và đẹp nha mọi người. Đó. Nói chung thì con này vẫn có xây sát nhưng mà nó dạng xây sát ít thôi chứ không nhiều. Đó. Không đáng quan tâm. Đây con được sản xuất tại Malaysia nha mọi người. Đó. Hoạt động thì chân chu rồi. Đó. Rất là ngon lành nha. Đây. Mượt mà nha mọi người. Đó. Một bên tiếng kêu cũng nghe rất là lạ nha. Máy cước ok. Bay chân chu nha mọi người. Rất là mượt. Đó. Rồi giá công khai máy số 4, giá là 1.700.000 mọi người, 1.700.000 cộng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 5, máy số 5 lên cho mọi người là một con máy Daiwa. Con này một con máy Daiwa, tên của nó đó mọi người, đó. Gadia, đó, một con máy Daiwa Gadia. Thì con Daiwa được sản xuất tại Nhật nha mọi người, đó, hàng của Nhật. Thì đây một bản phiên bản nâng cấp của dòng máy kit nha mọi người, đó. Tay quay là tay quay gân vặn nha mọi người, đó. Đây, tôi quay gan dặn nhé. Cốt và cốt to. Thì con này chuyên về cho anh em nào câu lóc nha mọi người, câu lóc, câu lua. Anh em có thể câu ngâm, câu bằng C cũng rất ok. Con này là con 2500, có xe tương đương cho tập khoảng 3000. Đó. Cước 2 sẽ được 200m, cước 3 sẽ được 150m. Anh em đánh BE thì BE 1.5 sẽ vô được 200m nhé. Cõi đây, cõi còn rất là sáng nha mọi người. Đây. Đó. Điện gấp mua về nhà cũng rất là đã nhé. Tổng thể ngoại hình thì nó có xây sát. Đây xây sát đại tí. Đó. Thân của nó sẽ là thân bằng kim loại nha mọi người. Đó. Nói chung là xây sát một tí thôi. Đó. Đây. Chốc sơn thôi. Đó. Không ảnh hưởng gì hết. Đó. Về phần hoạt động thì máy này mình bao anh em hoạt động nhé. Máy thì chạy rất là êm. Đó. Ngon lành. Cực kỳ mượt luôn. Đó. Đây. Im thì thầm nha mọi người. Đó. Rất là im nhé. Pha dính. Đó. Ngon lành, mượt mà. Rồi, giá công khai mãi số 5, giá là 1.900.000 người, 1.900.000k cộng ship nhé. Theo bên đây sẽ gửi cho mọi người con máy số 6. Máy số 6 là gửi cho mọi người một con máy Daiwa. Thì đây là một dòng Daiwa phun tâm nha mọi người. Đây. Con này thì mới cứng. Hàng này hàng dạng siêu lướt luôn. Đó, mình lấy tại cửa hàng. Con này thì theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó ra tầm khoảng 95%. Đó, 95%. Nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Đó, máy rất là mới. Mới của con này thì rất là mượt luôn. Đó, đây một con Daiwa phun tâm 3500 BE. Thì con này có xây tương đương tầm khoảng 6.000 Shimano nha mọi người, 6.000, 5.000, 6.000 Shimano. Máy cũng tương đối bự. Con này là con được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người, Mid Thái Lan.
rất là đẹp nha người. Đây, cái phần mạ dưới này chưa bị chạy luôn, rất là mới, bóng lưỡng. Con này chuyên về cho anh em mà câu lóc mà dạy anh em câu nhá thật á, đó, câu lóc, câu nhá thật, đó, săn lóc, câu gần nguồn minh nè, đó. Cho anh em mà câu ngâm, câu lăng xê, đó, câu biển, thả ra nhé. Con này rất là khỏe nha mọi người. Thì con này cước bè thì bè số 3 sẽ được 200m, bè số 2 sẽ được 300m nhé. Nấm là nấm tròn bự, hoạt động thì im mượt mà nha người. Đây để kế bên cho người nghe luôn, rất là mượt, ngon lành nhé, chân chu nha mọi người. Đó, rất là mượt. Để tự xây luôn mọi người. Đó. Thế này thì anh em đã biết cái độ mượt của nó rồi. Đó. Chân chu nhé. Pha dính, pha dính. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Im thì thầm. Tiếng gắt một bên nghe cũng rất là đã lắm rồi. Đó. Đấy, cực ok. Đó. Máy rất là đẹp. Rồi, con máy số 6. Giá công khai sẽ là 2 triệu người. 2 triệu cộng ship máy số 6. Tiếp theo máy số 7. Máy số 7 sẽ gửi cho mọi người là một con Daiwa Kit. Thì đây là một con Daiwa Kit, mà con kit là kit farm đó người, một con Daiwa Kit farm. Đó. 3500. Thì con 3500 này thì được sản xuất tại Nhật mọi người, Mercedes-Benz. Đó. Thì dòng kit farm này thì anh em khỏi bàn. Đó. Anh em câu lóc thì đánh con này thì rất là ok rồi. Đó. Rất là im. Thì con này nói chung thì nó có xây sát nha mọi người, tổng thể của mình nó có xây sát thế này đây. Đó, xước dạng li ti nhỏ thôi, chứ không ảnh hưởng gì đâu. Nhìn tổng thể ngoại hình thì còn tương đối ok. Đó, chứ dạng xây sát bay bá thì không có. Đó, kit này thì cước số 4 sẽ được 200m, cước số 5 sẽ được 150m. Nó có xây tương đương là tập khoảng 5.000 Shimano nhé. Đó, tổng thể của hình tay còn tương đối ok. Đó, máy thì hoạt động ngon lành mọi người. Đó, chân chu nhá. Đây, để kế bên cho mọi người nghe luôn. Đó, im im thì thầm. Đó, rất là ngon nha mọi người. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó, pha vô đến pha dính nha, rất ok nha mọi người. Mô bin nha, tiếng kêu cũng rất là lạ. Đấy, cước ok. Rồi, con máy số 7 giá công khai 1.8 triệu thôi nha mọi người. 1.8 triệu cho một con kit Nhật, giá quá ok nhé. Tiếp theo qua đây, và đây là những con chuyên về cho anh em câu lóc dạng đông đánh bạo lực nè. Thì máy số 8 gần cho mọi người là một con máy Daiwa. Thì đây là một con máy Daiwa CTS nha mọi người. Dòng CTS này thì không cần phải giới thiệu nhiều, anh em câu cũng rất là nhiều rồi. Đây là một con Daiwa CTS 3000. Đó, một con Daiwa CTS 3000. Ngoại hình đây, nó xước cái đây tí. Đó, phần còn lại ok. Đó, còn tương đối sáng nha mọi người. CTS thì đây là một hàng của Nhật sản xuất nhá. Đó, tay quay là tay quay gan dặn nha mọi người. Đó, tay quay gan dặn nấm ở đây. Đó, nấm cái mặt đạn luôn nha mọi người. Đó, đẹp nhé. Đó, yeah, xước ở đây một tí. Với con này nó sẽ bị nứt cái phần mạ rơm này nha mọi người. Đó, phần mạ rơm này bị nứt thôi, nó phần ở trong thì không bị gì nhé, nó chỉ cái phần mạ nớp ở ngoài nè, nó bị do vận chuyển nhiều máy nó cắn nè, nứt thế này thôi. Cái phần này cái phần nhựa nha mọi người, cái lớp cái phần chụp này do là bằng nhựa nên không ảnh hưởng nhiều trong quá trình hoạt động hết nhá, anh em yên tâm bao anh em luôn, bảo hành cho anh em phần đó nhé. Máy thì hoạt động đây nè, để gần kế bên cho anh em nghe nè. Đó, im mà im thì thầm nha mọi người, hoạt động rất là mượt nhá. Đó, chân chu nha mọi người. Đây, để ta quay thế này, tự quay thế này anh em tự hiểu nha. Đó, mượt mà nhá. Nó chỉ bị lỗi cái phần
thằng này thôi. Đó. Nhiều máy quá về cắn nó cái nó bị nứt thế này. Đó. Như vậy thôi. Đó. Mình bán hàng thì mình sẽ báo gõ cho anh em vậy. Tất cả còn lại hoạt động chân chu nhé. Rồi giá công khai máy số 8, giá là 2,6 triệu ngay, 2,6 triệu cộng ship máy số 8. Tiếp theo máy số 9. Máy số 9 đây cho người vẫn là một con Daiwa CTS. Đó. Thì con này thì nó xịn hơn một tí, nó mới hơn. Đó. Đây, xước cái đây một tí thôi, tất cả lớp sơn còn lại ok. Đó. À, một con Daiwa CTS 3000. Hàng được sản xuất tại Nhật. Đó. Đây anh em, thấy không? Ngoại hình con này đẹp hơn nhé. Phần mã rơm ở đây thì ngon lành, nó hoàn chỉnh hết. Con lăn ok, lăn ok nha mọi người. Đó. Đẹp đẽ, ngon lành, sạch sẽ. Đó. Con CTS 3000 á này thì có xây tương đương ở tầm khoảng 4000. Cước số 4 sẽ được 150m, cước số 2 sẽ được 200m. Đó. Tổng thể ok nhé. Con này thì hoạt động ngon lành này, chân chu nha mọi người. Đó. Góc thì êm mượt luôn. Để kế bên cho anh em nghe nè. Đó. Với dù 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 luôn. Phà dính nha. Tay quay gần dặn nha mọi người. Đặc biệt là con này là tay quay độ nha. Tay quay nó là tay quay RCS. Đó. Tay quay này cũng đắt tiền nha mọi người. Đó. Tổng thể ngoại hình ok nhé, tương đối sạch. Rồi giá con khang mã số 9, giá là 2,8 triệu ngay, 2,8 triệu cộng ship máy số 9. Tiếp theo máy số 10. Máy số 10 sẽ là cho người là một con máy cũ. Đó. Thì đây một con máy được sản xuất tại Mỹ giống người Manjutai nè. Đó. Đây một con Cetaphia 2062. Thì con này có xe tương đương cho tầm khoảng 4000, 4000 Shimano. Đó. Cỏ là cỏ kim loại nha mọi người, cỏ là cỏ kim loại. Cái nhông chuyền của con này chà bá nha mọi người, rất là bự nha. Con này thì thích hợp cho anh em nào dạng đam mê dạng máy cổ nè. Đó. Câu mà dạng bạo lực cá mà bá như một cái là nại lên tới mặt nước luôn. Đó. Khỏi xả bôi pin, khỏi làm gì cho nó dài dòng nha mọi người. Đó. Máy rất là đẹp. Máy này có xây sát nè, quên quần quen miệng đây, xe xác đây tí, xe xác đây tí, máy cổ mà như thế này thì quá ok rồi. Máy thì hoạt động chân chu nha người, rất là ok nhé. Thấy nó hoạt động tẹt tẹt cho anh em, rất là lực nha. Đó. Kéo là lên đó, chứ không có bựa máy, nhông á nhông bự. Rồi giá công khai máy số mừng, giá là 1,3 triệu rồi, 1,3 triệu cộng ship máy số mừng. Tiếp theo máy 11. Máy 11 là cho người quản một con hàng của Mỹ luôn mọi người. Đây, Menzut này. Thì đây là một con máy Ben. Đó, máy Ben 712. Đó, 712Z. Đây là một con máy Ben Mỹ mọi người, máy Ben Mỹ. Đó. Cổi là cổi kim loại. Tiếng mua bên nghe cũng đã lắm nè mọi người. Đó. Đã chưa? Tổng thể ngoại hình ở đây. Đó. Thì con bên này nó có sẽ đưa ra tầm khoảng 6000 nha mọi người. Đó, ra tầm khoảng 6000 Shimano. Còn lăn mấy con này thì còn lăn bình thường nha mọi người. Đó. Chân chu nha. Chứ không phải là máy cổ mà con lăn này không lăn đâu. Đó. Mấy con máy này thì rất là bền nha mọi người. Rất là bền. Hoạt động tương đối ok. Đó. Cái tập vậy thôi mà quay là bá vô một cái là quay lên bờ luôn mọi người. Nghe ngồi ok nhá, quay tới ok nha mọi người. Đó. Rồi giá công khai máy số 11, giá là 1,5 triệu người, 1,500k cộng ship máy số 11. Tiếp theo là máy số 12. Máy số 12 gửi cho mọi người vẫn là một con máy Ben. Đó. Thì đây một con máy Ben 4704 nha này, một con máy Ben 704, một con máy được sản xuất tại Mỹ luôn. Máy xuất này. Con này thì ở xe tương đương tầm khoảng 10.000 nha mọi người, 10.000. Con lăn vẫn còn lăn mọi người. Đó.
gale gạt cước nè, đó gale gạt cước thì ở đây nó có cái đệm cao su đó, mình nó bị về nó bị lâu ngày bị oxy quá rồi đánh chay, mình chế ra thành cái cây này đó. Nói máy sau thì mình sẽ cố gắng báo gõ cho anh em vậy. Con này thì về chiên cho anh em nào câu dạng câu ba sa nè, đó, câu câu đáy, câu biển nè, đó anh em câu bông lau nè, đây con này nhông của nó sẽ là nhông đồng thau người, một cục nhông chà bá lửa luôn, đó, bằng đồng thau. Máy hoạt động rất êm nha người, chân chu nhá, rất là êm. Quay ngược ok, quay tới ngon lành, đó. Ngon lành nha người. Đây, để mua bên này. Rất là ok nhá. Mấy con ben này là nó có chức năng tự đá cho nha mọi người. Đó, cho anh em bật lại gì không được đâu. Quay nó tới cái tua này ở đây nè, đó. Nó tự nó đá lại. Đó. Hoạt động chân chu nha mọi người. Rồi. Giá công khai mã số 12. Giá sẽ là 1.200.000 người. 1.200.000 cộng ship mã số 12 nhé. Ngon lành nha mọi người. Tiếp theo mã số 13. Máy 13 gửi cho mọi người là một con máy của hãng Shimano. Thì đây một con máy Shimano Biomaster 6000 BG. Đó. Máy này nhiều anh em săn lắm nè. Dạ anh em. Con này sẽ đời 206, 205 nha mọi người. Đây. Đó. Ngoại hình nó còn tương đối ok nhé. 6000 BG. Và đặc biệt con này được sản xuất tại Nhật cho mọi người. Đó. Con này anh em về câu dạng câu tra thịt nè, đó, câu tra thịt ok nè, đó, câu ngâm, câu biển, đó, ngon lành. Nồi cỗi ok đẹp nha người. Đây, có xe xác là đây tí nữa mọi người. Đó. Nói chung thì máy này vẫn có xe xác đây, đó. Đây xe xác đây tí. Có nút châm dầu cho anh em nhé. Xe sát đây tí, phần dưới đây còn đẹp nhé. Sau đuôi này ok, đẹp đẽ nha mọi người. Đó. Hoạt động thì chân chu rồi. Đó. Rất là mượt nha. Quay thế này là quay nè. Đó. À, như là đủ, đủ biết độ mượt của nó rồi. Quay ngược ok. Đó. Quay tới ok. Rất là ok nha mọi người. À, dòng tua con này dòng tua BG nên dòng tua dạng dòng tua chậm á, anh em cạo cái rất là khỏe nhá. Chân chu nha mọi người, không có âm thanh lạ nhá. Đây để cho anh em kế bên luôn, kiếm mua bên ngon lành. Đó. Rồi thì con này 6000 thì cước số 6 sẽ được là 170 m. Đó. Cước số 5 sẽ được 250 m. Anh em có BE thì bên em BE số 4 sẽ được là 240 m, BE số 5 sẽ được là 170 m. Rồi giá công khai con 13 giá là 2.500.000 người, 2.500k cộng ship con số 13. Tiếp theo con số 14. Con số 14 và con số 15 sẽ là hai con máy chuyên về cho anh em câu lục, câu bạc bãi. Đó. Thì đây một con máy của Daiwa. Và đây một con máy Daiwa Emblem 5000A. Thì đây một con máy có nông và nó có xây tương đương ra tầm khoảng 10.000 Shimano nha mọi người, nó ra tầm khoảng 10.000 Shimano. Đây, máy còn rất là mới. Này, máy rất là mới nha mọi người, không có chê đâu được. Chê là chê chỗ nó không có cái hộp thôi. Đó. Đây, hàng Mercedes-Benz. Đây, máy rất là ồ mới nha mọi người. Đó. Như đây, đó. Rất là ok đẹp luôn. Đó. Con này thì nó cước số 8 sẽ được 200 m, cước số 10 sẽ được 150 m. Đó, anh em đánh thả ga mọi người. Đó, câu lục là anh em đánh tới đâu luôn. Câu lục bạc bãi. Máy rất là khỏe người, hoạt động là chân chu nhé, ngon lành cành đào nha mọi người. Đó.
phá mặt đạn chống chân ngược ngon lành nha, phá dính, phá dính nè, quay ngược ok nè, đó quay tới ok nè, ngon lành nha mọi người, lấy cước ok nè, con lăn thì lăn luôn nha mọi người, đó quá ok một con máy. Rồi giá công khai con máy sổ 14, giá là 2 triệu người, 2 triệu cộng ship có 14. Tiếp theo là con 15, con máy cuối cùng thì đây một con máy hàng dạng hàng hiếm này. Đây đây một con máy Daiwa 5000 BR đó. BR thì nó sẽ là dòng tua nhanh nha mọi người, nó dạng nó có bê tuner mọi người, xả cực nhanh nhá. Đó. Đó. Dặn đuôi này ra. Nắm phát mà ra liền, đó, xả cực nhanh. Cho anh em thao tác nhanh, chuyên cho anh em săn hàng. Hàng được sản xuất tại Nhật nha mọi người, Mercedes-Benz. Đây. Quyền cổ trên đây nó sẽ là bằng kim loại. Đó. Làm chống xây sát, chống mày mò nhé. Cối của nó sẽ là cối bằng cối carbon. Hàng này hàng xịn nha mọi người. Xả cực nhanh đầy đủ. Quốc cái đi liền. Đó. Đây là tự đóng nè. Đó. Máy hoạt động chân chu nha mọi người. Đó. Ngon lành, êm mượt. Phá một chiều đây. Đó. Máy thì rất là bự rồi. À, máy này nó sẽ tương đương là tầm khoảng 10.000 Shimano, 10.000, 12.000 Shimano luôn, à, rất là bự. À. Máy thì còn rất là mới. Con này dạng chuyên về cho anh em nào mà dạng anh em thích sưu tầm á, những con máy độc lạ. À. Đây, đây một con máy này một lựa chọn rất ok. Hôm nay anh em về câu mà anh em câu bạc bãi nè, à, câu lục nè, đây, nó đây, đây, con này không bị xước luôn nè mọi người, à, rất là mới. Đây cũng vậy, rất chi là mới nhé. Đây rất ok. Con này thì nó cước số 10 sẽ được 150m, cước số 8 được 200m, hoạt động trơn tru mượt mà. Đó. Rồi giá công khai con 15, giá là 2.500.000 người, 2.500k cộng ship con máy số 15. Rồi đó, tổng cộng 15 con máy lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng con máy nào có thể chốt, đây là số shop, số điện thoại shop tự động liên hệ mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.